Trung học cơ sở Chu Văn An và là thành viên của tốp ca khúc Măng Non, Trung tâm Văn hóa Thanh Thiếu Nhi quận Ba Đình. Tham gia sinh hoạt tại Trung tâm Văn hóa Thanh Thiếu Nhi quận Ba Đình từ khi còn là cô trò nhỏ lớp 2, Thường Thường đã nhận được rất nhiều sự chăm sóc, chỉ bảo ân cần của các bác, các cô ở đây. Vốn là một cô bé thông minh và có năng khiếu, Thường Thường đã không ngừng luyện tập để giọng hát ngày càng mượt mà trong sáng hơn, cách diễn đạt ngày càng truyền cảm hơn. Và rồi, để đáp lại những tấm lòng mong mỏi ấy, Thường Thường đã đạt nhiều thành tích cao trong các cuộc thi văn nghệ. Huy chương bạc hội diễn giáo viên và học sinh toàn thành phố năm 96, giải xuất sắc trong cuộc thi giai điệu tuổi hồng năm 97, và trên tất cả là sự mến mộ của bạn bè khắp nơi gửi đến qua những cánh thư. Các em đã cùng luyện tập hát múa với bạn Thương Thương từ rất lâu rồi. Vậy các em có nhận xét gì về bạn Thương Thương không? Bọn em sinh hoạt cùng bạn Thương Thương đã rất lâu và bạn hát rất hay và giọng hát của bạn rất truyền cảm. Bạn đã sinh hoạt rất đều và bọn em rất quý bạn. Thương Thương là một cô bé rất thông minh và rất là có năng khiếu. Ngoài ra em còn rất là ham học hỏi và những ca khúc mà em thể hiện thì rất là tình cảm. Và đấy là một cái điều rất đáng quý đối với các em sinh hoạt ở nhà văn hóa và có năng khiếu. Tôi mong rằng có rất nhiều em cũng đạt được nhiều thành tích như Thương Thương, và Thương Thương sẽ trở thành một em vừa học giỏi vừa hát hay. Sự lớn lao nữa cũng đến với Thương Thương khi bạn đã nhiều lần được Bộ Ngoại giao chính thức chọn là người đại diện cho thiếu nhi cả nước đi đón và tặng hoa các vị nguyên thủ quốc gia sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Thương Thương bây giờ vẫn còn giữ được những tấm ảnh bạn chụp chung với Chủ tịch Cuba Fidel Castro, Thủ tướng Đức Helmut Kohl, Tổng thống Belarusia và còn nhiều vị nguyên thủ nữa như Quốc vương Campuchia Sihanouk, Công chúa Thái Lan. Nhìn Thương Thương nhỏ bé, rạng rỡ bên các vị nguyên thủ cao lớn, bệ vệ, trông thật dễ thương làm sao. Thương Thương đã đạt được nhiều thành tích như vậy, chắc hẳn các em đang nghĩ rằng bạn ấy thật là một người may mắn. Nhưng không phải như vậy đâu các em ạ. Từ khi Thương Thương còn rất nhỏ, bố mẹ Thương Thương đã về hưu vì mất sức. Mẹ lại đau yếu luôn nên cả nhà chỉ trông chờ vào đồng lương hưu của bố. Từ hồi còn học cấp 1, Thương Thương đã phải giúp bố mẹ làm các công việc hàng ngày như nấu cơm, rửa bát, giặt giũ. Tuy gia đình còn có nhiều khó khăn, nhưng Thương Thương luôn học tập rèn luyện để trưởng thành. Bố mẹ lại luôn tạo điều kiện khuyến khích động viên Thương Thương học tốt, sinh hoạt đều. Chính từ sự yêu thương chăm sóc của bố mẹ và từ nghị lực của bản thân, Thương Thương đã đạt những thành công như ngày hôm nay. Bạn đã được nhiều báo tuyên dương và khen thưởng như báo Hà Nội Mới trong mục Gương Người Tốt Việc Tốt, báo An ninh Thủ đô tặng danh hiệu Tấm Gương Học sinh nghèo vượt khó. Thật đáng khâm phục phải không các em? Việc tập hát, tham gia biểu diễn văn nghệ đòi hỏi Thương Thương phải tập trung nhiều thời gian và công sức, nhưng bạn lại không hề sao nhãng việc học tập. Có những chương trình thi hát quan trọng lại rơi đúng vào các kỳ thi khiến Thương Thương vô cùng bận rộn. Bạn tâm sự, những lúc đó phải cố gắng hết sức mình để vừa đảm bảo thi tốt, vừa có thể tham gia biểu diễn văn nghệ. Chính nhờ việc rèn luyện nghiêm túc và biết cân đối thời gian, nên Thương Thương luôn hoàn thành tốt công việc. 7 năm học liền, Thương Thương đều đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Chính vì vậy nên bạn luôn được bạn bè yêu mến, thầy cô tin tưởng, tạo điều kiện để Thương Thương phát huy hết khả năng của mình. Bạn Thương Thương ở lớp em thì bạn ấy là một bạn gái hát rất hay. Không những thế thì bạn ấy thường biểu diễn các tiết mục văn nghệ của mình ở trước trường, trước các buổi sinh hoạt của lớp. Em rất là quý bạn ấy. Thưa chị, bạn Thương Thương là một bạn gái học giỏi, lại khiêm tốn. Bạn ấy rất chan hòa với bạn bè. Ngoài ra bạn còn hát rất hay. Chúng em thì rất quý bạn ấy. Do bạn ấy có hoàn cảnh khó khăn nhưng bạn ấy vẫn vượt lên trên hoàn cảnh để học giỏi. Em thường song ca với bạn qua những cái ca khúc rất là hợp với tuổi của chúng em, tuổi thiếu niên. Bạn Thương Thương là có giọng hát rất là hay và truyền cảm. Thương Thương là một em học sinh có một cái hoàn cảnh rất khó khăn. Mẹ em thì ốm đã từ lâu rồi, cha thì lại ảnh hưởng của cuộc chiến tranh. Mặc dù khó khăn như vậy nhưng mà Thương Thương luôn tỏ ra là một học sinh cố gắng, là một học sinh luôn vượt khó trong mọi hoàn cảnh. Vì em có cái tinh thần vượt khó như vậy cho nên em đã đạt được những cái thành quả nhất định trong học tập, là một học sinh giỏi, gương mẫu, luôn luôn xây dựng bài trong những cái giờ học, làm cho lớp học trong các tiết trở nên sôi nổi.
không chỉ học giỏi mà Thương Thương còn là một ca sĩ đáng yêu của các bạn lớp mình trong những giờ sinh hoạt hoặc là những giờ mà ở lớp có tổ chức vui. Bao giờ Thương Thương cũng đem cái giọng hát vui tươi, trong trẻo, hồn nhiên của mình đến với các bạn, đem lại niềm vui cho bạn, cho thầy cô. Là một cô bé giàu nghị lực, Thương Thương luôn luôn đặt cho mình những mục tiêu để phấn đấu. Và bây giờ các em hãy cùng nghe Thương Thương tâm sự về những ước mơ của mình nhé. Thương Thương này, em có thể nói cho chị và các bạn cùng nghe em đã vượt qua những cái hoàn cảnh khó khăn như thế nào được không? Em thì trước cái tình hình sức khỏe của bố mẹ rất là yếu, và em lại còn được sự quan tâm, nhắc nhở, an ủi và động viên từ phía thầy cô giáo và các bạn. Cho nên là trong mọi lĩnh vực, trong mọi công việc em đều luôn luôn cố gắng để tạo niềm vui cho bố mẹ và cho cô giáo cùng các bạn. Lúc mà em còn nhỏ thì khi mà nhìn thấy các bạn tham gia văn nghệ hát thì em rất là yêu thích, và em bố mẹ em đã động viên và khuyến khích em tham gia sinh hoạt văn nghệ ở nhà thiếu nhi, và em đã được nhận vào lớp nội ca. Em đã rất say sưa tham gia tất cả các buổi sinh hoạt, bởi vì là em không muốn bỏ phí một buổi ca nhạc nào. Em muốn là buổi nào cũng có những bài hát mới lạ. Em tham gia văn nghệ như vậy thì cái điều đó có ảnh hưởng đến học tập của em không? Tuy là tham gia văn nghệ rất là tích cực, nhưng mà em vẫn đặt việc học lên hàng đầu, cho nên là em phải sắp xếp thời gian hợp lý để bố trí vừa vặn cho thời gian tham gia văn nghệ và thời gian học tập, nó vừa không bị để cái thời gian văn nghệ nó quá lấn át cái việc học tập của em. Hát hay như vậy thì Thương Thương có muốn đi theo con đường nghệ thuật không? Em rất là yêu thích ca hát, ngay từ nhỏ em đã rất là mê rồi. Nhưng mà thực ra thì em vẫn muốn theo con đường sư phạm ạ. Em muốn trở thành một cô giáo giỏi. Thương Thương này, em có cái tên rất là đẹp. Vậy tại sao bố mẹ em lại đặt cho em cái tên đó? Em có cái tên là Thương Thương là do bố em đặt cho em, bởi vì con sông quê em có con sông Thương, cho nên là bố em đã đặt tên em là Thương Thương. Cảm ơn Thương Thương. Vậy là trong chương trình này, các em đã được làm quen với bạn gái Thương Thương, một bạn gái có giọng hát rất hay và cũng rất giàu nghị lực. Chúng ta hãy cùng chúc cho những ước mơ đẹp đẽ của Thương Thương trở thành sự thật. Và cả các em nữa, ta hãy cùng nhau phấn đấu nhé. Hẹn gặp lại các em.